theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, nhận lời mời của Ủy viên trưởng, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024.